ถึงปั๊บมันถึงเลยกันเลยอ่ะเฮ้ยจะควายเดี๋ยวฟังเลยคุยดอกต้องซักคุยดอกไม่ได้ไหนแบบด้วยbuổi sáng ngày mới những sản phẩm cao cấp của Tinfast các bạn thường thấy là sẽ có hai lớp niêm phong đó bên ngoài bên trong những cái nào mà có tem đỏ ở dưới đáy nó là một đặc cấp khác hoàn toàn đơn giản vậy thôi X390 là một phân khúc trang bị cho dịch chuyển và vẫn đảm bảo được cho các cổng kết nối đó nhân vật chính chắc chắn là không có một sản phẩm nào tất cả trong một đâu đây nguyên bản đó. Thì đây cũng là kinh nghiệm mà anh em mua ThinkPad những sản phẩm có chữ ThinkPad đã là đắt hơn rồi mà đẳng cấp cao hơn là nó buộc phải có cái này tất cả những sản phẩm ThinkPad đắt tiền hoặc dòng VIP đều có cái này niêm phong hai lớp ThinkPad 390 view lên các cổng kết nối lên bên thứ 10 bên mỏng nhỏ nhẹ em giới thiệu luôn các cổng USB có hỗ trợ sạc xin nhanh cái này hàng cổng nguồn của nó là Type-C à? Xịn xò luôn một cái khu cắm đắp này và cổng nữa hai Type-C ở bên cạnh cái dock mà cậu em vừa giới thiệu đấy cũng có thể kết hợp cho mình cổng chuột cắm tai si luôn đó. Cạnh docking và một vân tay tổng quan 390 và anh chị mua em quay mặt sau vậy bẻ thẳng nhá các là xong rồi thao tác làm việc của mình đây chất lượng thì các ok mặt sau sau lưng